Đây là phần 2 chương trình tin tức tổng hợp cuối tuần ngày thứ Bảy cùng với đài trình IBC TV cập nhật những bản tin trong phần tin Hoa Kỳ. Hai ngoại trưởng Hoa Kỳ và Trung Quốc đã gặp nhau khi hai nước chuẩn bị để các nhà lãnh đạo gặp nhau tại thượng đỉnh. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc ông Vương Nghị đã có cuộc họp vào sáng ngày thứ Hai, cuộc họp lần thứ Hai vào sáng ngày thứ Sáu, ngày 27 tháng 10, cùng lúc hai cường quốc là đối thủ của nhau thảo luận về cách quản lý sự khác biệt, trong khi cũng chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh có thể diễn ra giữa Tổng thống Joe Biden và ông Tập Cận Bình. Ông Vương đến Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào tối ngày 26 tháng 10 và đã gặp ông Blinken. Hai nhà ngoại giao lại gặp nhau vào sáng ngày 27 tháng 10. Ông Vương dự trù sẽ tới Tòa Bạch Ốc và gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jack Sullivan vào tối ngày 27 tháng 10. Ông cũng sẽ dự kiến sẽ tiếp kiến Tổng thống Joe Biden, mặc dù vẫn chưa rõ cuộc gặp của họ sẽ thực chất đến mức nào. Trong chuyến viếng thăm 3 ngày của ông Vương đến Hoa Kỳ là hoạt động mới nhất trong một loạt những sự tương tác ngoại giao giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, và chuyến đi này chủ yếu là chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Tập Cận Bình và ông Joe Biden, có thể sẽ được diễn ra vào tháng 11, bên lề cuộc họp của các nhà lãnh đạo thuộc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương diễn ra tại San Francisco. Về phía của Trung Quốc vẫn chưa công bố liệu ông Tập có tham dự sự kiện lần này hay không. Cảnh sát truy lùng kẻ xả súng hàng loạt ở Lewiston, Maine trong một đêm nữa. Cảnh sát bang Maine không ngơi tay trong cuộc truy lùng ông Robert Card, nghi phạm trong vụ xả súng hàng loạt ở thị trấn Lewiston, và họ đã làm việc từ đêm khuya sang rạng sáng ngày thứ Sáu, ngày 27 tháng 10. Được biết, Card là quân nhân dự bị thuộc lục quân Hoa Kỳ, vẫn chưa bị bắt dù bị truy tìm ráo riết sau vụ thảm sát tại quán bar và khu chơi bowling đã khiến cho 18 người thiệt mạng và 13 người bị thương. Các quan chức kêu gọi người dân ở trong nhà cho an toàn, trong khi họ lục soát một số địa điểm ở thị trấn Baldwin liền kề nơi Card sinh sống. Thị trấn Lewiston, một trung tâm dệt may trước đây với dân số là 38.000 người, và các cộng đồng lân cận phần lớn đã đóng cửa vào hôm 26 tháng 10 để tạo điều kiện cho hàng trăm viên cảnh sát tiến hành lục soát. Thị trấn ven sông Androscoggin trở nên vắng lặng, hầu như không có xe cộ trên đường, chỉ có một vài người ở bên ngoài và nhiều cơ sở kinh doanh ở trung tâm thị trấn đã đóng cửa. Các nhân viên an ninh mang súng trường, mặc áo chống đạn, canh gác bệnh viện nơi nhiều nạn nhân vụ xả súng được đưa đến đó. Được biết, Carl, 40 tuổi, là trung sĩ tại một căn cứ của lực lượng dự bị lục quân ở gần đó. Cảnh sát nói rằng Carl từng tạm thời nhập viện tại một cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần vào hồi mùa hè vừa qua. Và Hoa Kỳ cho biết một số công ty tài sản kỹ thuật số không làm đủ để ngăn chặn tài chính bất hợp pháp. Trong diễn biến mới đây ngày thứ Sáu, Hoa Kỳ cho biết một số công ty trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số đã không làm đủ để ngăn chặn dòng tài chính bất hợp pháp, là một chủ đề đã được giám sát chặt chẽ sau những cuộc tấn công chết người ở Israel của nhóm chiến binh Palestine Hamas. Thứ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Wally Adeyemo phát biểu tại một sự kiện ở London cho biết, đại đa số các tổ chức tài chính muốn giúp loại bỏ tận gốc việc tài trợ cho khủng bố. Ông nói thêm, một số công ty đã không bảo vệ chống lại các dòng tài chính bất hợp pháp cho những kẻ khủng bố, và Hoa Kỳ sẽ hành động để chống lại những công ty này. Vào hồi tuần trước, Hoa Kỳ đã ban hành các biện pháp trừng phạt nhằm làm gián đoạn nguồn tài trợ cho Hamas, chọn ra những người liên quan đến danh mục đầu tư của tổ chức này và sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Gaza cùng với các mục tiêu khác. Cũng trong diễn biến cùng ngày, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ban hành một đợt trừng phạt thứ hai nhắm vào các tài sản bổ sung trong danh mục đầu tư của Hamas và những người mà họ cho rằng đang tạo điều kiện cho các công ty liên kết của Hamas trốn tránh lệnh trừng phạt. Nghị sĩ Hoa Kỳ Santos không nhận tội với các cáo buộc trong tội mới. Đại diện Hoa Kỳ George Santos vào hôm thứ Sáu, ngày 27 tháng 10, đã không nhận tội đối với bản cáo trạng gồm 23 tội danh cáo buộc ông về một loạt tội tham nhũng, trong đó có 10 tội nghiêm trọng mà các công tố viên liên bang đã bổ sung trong tháng này.
Được biết, ông Santos, 35 tuổi, đã đưa ra lời bào chữa trước thẩm phán quận Hoa Kỳ là Joanna Shepherd ở Central Islip, New York, bên Long Island. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 9 tháng 9 năm sau. Nghị sĩ nhiệm kỳ đầu tiên của Đảng Cộng Hòa hồi tháng 5 đã không nhận tội với 13 cáo buộc, bao gồm tội rửa tiền để trang trải các chi phí cá nhân, nhận trợ cấp thất nghiệp bất hợp pháp và nói dối Hạ viện về tài sản của mình. Các cáo buộc bổ sung của ông ta bao gồm cáo buộc rằng ông ta tính tiền vào thẻ tín dụng của các nhà tài trợ mà không có sự đồng ý của họ và báo cáo khoản vay không có thật là 500.000 Mỹ Kim cho chiến dịch. Hoa Kỳ nói rằng thời điểm nguy hiểm đã đến trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas Greenfield trong diễn biến ngày 27 tháng 10 cho biết, thế giới đã đạt đến thời điểm nguy hiểm trong cuộc xung đột giữa Israel và viễn quân Hamas của Palestine ở dải Gaza. Bà nói rằng, Hoa Kỳ đã nói rõ trong cả các cuộc trò chuyện công khai và riêng tư, rằng khi Israel thực hiện quyền bảo vệ người dân của mình chống lại một nhóm khủng bố, họ phải làm như vậy để phù hợp với các quy tắc chiến tranh. Vừa qua là những bản tin chi tiết trong phần tin Thế giới và Hoa Kỳ. Tiếp theo chúng tôi xin được lượt qua một số điểm tin chính trong phần tin Á Châu và Việt Nam. Sau đó sẽ gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Kính mời quý vị tiếp tục đón xem. Chất lượng không khí của Mumbai cải thiện ở mức vừa phải nhưng sương mù vẫn tồn tại. Ông Tập chủ trì cuộc họp về thúc đẩy bước đột phá mới trong việc hồi sinh toàn diện vùng Đông Bắc Trung Quốc. Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường qua đời ở tuổi 68, mới sau 7 tháng nghỉ hưu. Luật sư nhân quyền Võ An Đôn và gia đình đến Hoa Kỳ tị nạn. Thị trường bất động sản chới với liệu Việt Nam có thành Trung Quốc thứ hai?